Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh chúng tôi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Và sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Tiền vệ Quang Hải làm nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại châu Âu. Tại Pau FC, Quang Hải rất nhiều lần được truyền thông, huấn luyện viên và đồng đội khen ngợi. Đó là sự khác biệt lớn của anh so với những đồng nghiệp đi trước từng xuất ngoại sang châu Âu. Trong ngày nói lời chia tay câu lạc bộ Hà Nội để bắt đầu hành trình mới tại trời Âu, Quang Hải không quên gửi lời cảm ơn đến Bầu Hiền và hứa sẽ ghi nhớ lời dặn, hãy luôn bắt đầu từ con số 0. Ngày ấy, nếu chọn ở lại thi đấu trong nước, chắc chắn Quang Hải sẽ được hưởng mức đãi ngộ cao, tương xứng với tài năng và danh tiếng. Tuy nhiên, anh vẫn lựa chọn ra đi để tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp. Ở môi trường bóng đá mạnh như Pháp, việc có được thời lượng ra sân thi đấu đã là thành công. Rốt cuộc, Hải còn cũng được huấn luyện viên Didier Charlot trọng dụng. Tuy nhiên, từ khởi đầu thuận lợi với vị trí xuất phát trong đội hình, Quang Hải ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn khi thời lượng thi đấu ít dần. Bên cạnh đó, Pau FC đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng ở những trận đấu hồi đầu mùa càng thêm khó khăn với tiền vệ người Đông Anh. Ở những trận đấu đầu tiên, màn trình diễn của tiền vệ người Hà Nội là không mấy thuyết phục. Hải chơi bóng thiếu cảm giác, không phát huy được nền tảng kỹ thuật vốn có và gần như lạc lõng giữa đội hình Pau FC. Việc tân binh người Việt Nam thi đấu gần như không để lại dấu ấn nào tại League 2. Tất cả những điều đó khiến tương lai Quang Hải tại Pháp bị đặt trong hoài nghi lớn. Thậm chí, rào cản về ngôn ngữ và văn hóa khiến Quang Hải gặp khó trong quá trình hòa nhập ở câu lạc bộ mới. Không phát huy được những sở trường ở phương diện tấn công, cầu thủ người Việt còn bộc lộ hạn chế trong khâu hỗ trợ phòng ngự. Thể hình khiêm tốn khiến Quang Hải khó tranh chấp tay đôi song phẳng với các cầu thủ to, cao ở môi trường bóng đá Pháp. Tưởng chừng như mọi thứ rơi vào bế tắc thì bàn thắng đến với Quang Hải ở trận gặp Rodez FC vòng đấu 11 vừa qua. Ngay cả trang chủ Pau FC cũng ca ngợi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử. Thứ bảy tuần trước, Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại châu Âu. Đây chỉ là bước khởi đầu. Từ con số 0 ở những ngày đầu gia nhập Pau FC đến một bàn thắng lịch sử là bước tiến lớn và rất đáng khích lệ với cá nhân Quang Hải trong bối cảnh anh gặp khó khăn bộn bề. Để có được bàn thắng ấy, Quang Hải phải kiên nhẫn chờ đợi đến tận 11 vòng đấu với 238 phút sải bước trên sân. Bàn thắng muộn nhưng cần thiết để xua tan đi những hoài nghi ban đầu về cơ hội tỏa sáng của Quang Hải trên đất Pháp. Ngay từ khi đến Pau FC, nhiều tờ báo Pháp dành sự quan tâm đến Quang Hải như một hiện tượng thú vị. Họ không tiếc lời khen dành tặng cho Quang Hải. Điểm mạnh của cậu ấy nằm ở sự thông minh trong lối chơi khi phát huy được tố chất kỹ thuật, tầm nhìn và khả năng phát động tấn công tốt. Sau bàn thắng này, cậu ấy sẽ tự tin để thể hiện bản thân nhiều hơn. Tất nhiên, cậu ấy vẫn cần tích cực cải thiện thêm. Hãy kiên nhẫn nhiều hơn nữa và các bạn sẽ thấy thành quả xứng đáng. Phóng viên Doreen Visnasi từng chia sẻ về Quang Hải. Ngoài ra, Quang Hải cũng nhận được không ít sự tán dương từ các đồng đội mới. Một trong số đó là đội trưởng Anthony Patissi, người khá thân thiết và luôn bao bọc Quang Hải để giúp anh nhanh chóng hòa nhập. Một người khác là Steven Bionas, tiền vệ Pau FC, cũng ngợi khen. Tôi luôn tin tưởng Quang Hải và cảm thấy vui cho cậu ấy, người đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Pau FC. Mùa giải còn rất dài, Hải cần giữ vững tâm lý, tiếp tục cố gắng và sẽ gặt hái thành công. Cuối cùng, điều hiếm thấy của Quang Hải so với những đồng nghiệp từng sang châu Âu nằm ở sự tin tưởng của huấn luyện viên trưởng. Trước thời điểm Quang Hải ghi bàn, ông Charlot phát biểu rằng, tôi vẫn tin Quang Hải sẽ giúp chúng tôi giành chiến thắng trong các trận đấu tới. Tôi không cảm thấy áp lực gì với cậu ấy cả. Thực chất, huấn luyện viên Charlot không hề xã giao bởi niềm tin mà ông dành cho tiền vệ đến từ Việt Nam là có và nó đã hiện hữu. Quang Hải cũng đáp lễ ông thầy người Pháp bằng bàn thắng giá trị. Có lẽ huấn luyện viên Charlot vui khi gỡ nút thắt cho Quang Hải và cho cả chính mình trước áp lực. Pau FC đã ký hợp đồng với nhà tài trợ trang phục Mersin Sport để đưa Quang Hải và các đồng đội tới Việt Nam du đấu vào năm 2023 trong kế hoạch mở rộng hình ảnh ra thị trường châu Á của đội bóng League 2. Pau FC đang dần lấy lại phong độ sau khi trải qua gần nửa giai đoạn lượt đi của League 2. Đoàn quân của huấn luyện viên Charlot mới đây đã có chiến thắng 2-0 trước Annecy để vươn lên vị trí thứ 13. Trong chiến thắng này của Pau FC, Quang Hải không đá chính. Tiền vệ mang áo số 19 được vào sân ở những phút cuối và chưa kịp để lại quá nhiều dấu ấn. Đáng chú ý, theo thông tin mới nhất, Pau FC sẽ chuẩn bị sang Việt Nam du đấu vào năm 2023. Cụ thể, đội bóng miền Nam nước Pháp đang đạt được thỏa thuận hợp tác cùng thương hiệu Mersin Sport, một hãng thời trang châu Á nhằm phát triển thương hiệu, hình ảnh câu lạc bộ ra thị trường quốc tế. Theo thỏa thuận này, thương hiệu Mersin Sport sẽ hiện diện ở các vị trí nổi bật trên áo đấu và bộ đồ tập của Quang Hải cùng với các đồng đội ở Pau FC, cũng như trên sân nhà của câu lạc bộ hạng 2 nước Pháp. Đổi lại, đội chủ sân Now Game sẽ nhận được sự quảng bá hình ảnh tại thị trường châu Á, nơi mà Mersin Sport góp mặt. Đồng thời, Mersin Sport sẽ hỗ trợ một chuyến du đấu của câu lạc bộ tại Việt Nam cho năm tới.
Chia sẻ về sự hợp tác này, đại diện chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Pau FC, ông Bernard Jasperfrey bày tỏ hạnh phúc: "Chúng tôi rất vui mừng nhận ra ngày hôm nay một bước tiến mới trong sự phát triển quốc tế của chúng tôi thông qua quan hệ đối tác với Mansion Sport. Sự hợp tác mới này mở ra cánh cửa của câu lạc bộ đến một lãnh thổ mới với tiềm năng to lớn. Điều này làm tăng sự trao đổi phong phú cả về con người, hình ảnh và cấu trúc của đội bóng. Nếu Pau FC đạt được thỏa thuận, Quang Hải sẽ có được vinh dự lớn khi cùng đội bóng nước Pháp du đấu tại quê nhà." Tính đến thời điểm hiện tại, Quang Hải đã có hơn 3 tháng chơi bóng tại Pháp. Tiền vệ người Đông Anh cũng đang dần thích nghi với môi trường bóng đá mới. Bên cạnh đó, sau khi tới Pau FC, Quang Hải ít nhiều góp phần giúp cho đội bóng nước Pháp có thêm nhiều hợp đồng mới và tăng độ nhận diện tại châu Á. Trong trận hòa kịch tính với Rodez tại vòng 11 League 2 cuối tuần trước, Quang Hải được ví là người hùng của Pau FC khi ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 86, qua đó giữ lại một điểm quý giá cho đội nhà. Bàn thắng giúp Quang Hải chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại giải đấu ở Pháp. Ở trận đấu tiếp theo, đội bóng của Quang Hải sẽ trở về sân nhà Sneijder-Cham tiếp đón Nîmes tại vòng 13 giải đấu này lúc 0 giờ 0 phút rạng sáng ngày 23 tháng 10. Đây chính là cơ hội vô cùng thuận lợi để Quang Hải tiếp tục ghi dấu ấn tại League 2. Quang Hải có thể là một cầu thủ chuyền bóng rất giỏi tại Việt Nam, nhưng ở Pau FC, anh lại là cầu thủ chuyền bóng có tỷ lệ chính xác thấp nhất đội. Dù có bàn thắng quan trọng giúp Pau FC hòa 2 đều trước Rodez, nhưng Quang Hải vẫn không được đá chính hay ra sân nhiều trong chiến thắng của đội nhà trước Annecy rạng sáng ngày 16 tháng 10. Quang Hải chỉ được vào sân khi trận đấu còn 8 phút và tỷ số cũng đã an bài. Theo SofaScore, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Quang Hải chỉ là 33%. Đây cũng là vấn đề đã xảy ra trong những trận đấu trước đó của tiền vệ quê Đông Anh. Trong các cuộc đối đầu Quilly, Doan, Dijon, con số này lần lượt là 50% và 46%. Lần duy nhất Quang Hải không thực hiện đường chuyền nào là ở cuộc đối đầu giữa Kaien và Pau. Anh được đưa vào sân phút thứ 85, chỉ chạm bóng 4 lần và tập trung vào khâu hỗ trợ phòng ngự. Trong những trận đấu với Sao Châu, Le Havre và Win Game, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Quang Hải tốt hơn, lần lượt là 70% và 73%, 86%. Tính đến hiện tại, tỷ lệ chuyền bóng chính xác trung bình của Quang Hải chỉ là 66%. Con số này thấp hơn những tiền vệ chủ lực khác đang được huấn luyện viên Tholot tin tưởng trong đội hình chính của Pau FC như Henry Saivet, Eddie Cevici. Họ lần lượt có tỷ lệ chuyền bóng chính xác trung bình là 79% và 83%. Thêm vào đó, một số liệu khác được báo giới phân tích về hạn chế của Quang Hải so với các đồng đội ở tuyến giữa. Đó là đường chuyền tạo cơ hội. Trung bình Quang Hải chỉ có 0,7 đường chuyền tạo cơ hội mỗi trận. Từ đầu mùa, anh có đúng một tình huống tạo cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn. Nhà môi giới Jenny Kamenses phân tích, việc ghi được bàn thắng là điều rất tuyệt vời với Quang Hải, nhưng tôi vẫn chờ đợi Quang Hải ở khả năng tạo cơ hội và chuyền bóng. Đây mới là yếu tố quan trọng để Quang Hải được Pau FC lựa chọn tại đầu mùa giải. Cậu ấy cần phải cố gắng hơn trong giai đoạn tới. Nhà môi giới Jenny Kamenses phân tích, huấn luyện viên Tholot cũng góp ý và thông cảm với tiền vệ Việt Nam. Cậu ấy rất mạnh ở những đường chuyền cuối cùng. Tôi muốn Quang Hải đóng một vai trò quan trọng trong những pha tấn công của đội. Tất nhiên, để có được chất lượng và độ chính xác trong những đường chuyền, cậu ấy cần thời gian thích nghi với nhịp độ ở bóng đá châu Âu. Ở Việt Nam, Quang Hải có rất nhiều thời gian hơn để nhận bóng, xoay người rồi triển khai tấn công. Bây giờ, cậu ta cần phải xử lý nhanh hơn bởi vì tốc độ của trận đấu ở đây cao hơn hẳn.